Xin chào Việt Nam, quá anh đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục khóa học Angular Firebase Project Kanban File. Chúng ta sẽ tiếp tục với việc tạo thêm một component bằng câu lệnh ng generate component, tên của component chúng ta sẽ đặt là task, vì chúng ta sẽ quản lý các nhiệm vụ. Khi chạy lệnh này thì máy sẽ gen ra cho chúng ta 4 file mặc định. Như vậy là đã gen xong. Chúng ta sẽ tiến hành đi vào chỉnh sửa các file code của component vừa tạo. Đầu tiên ta sẽ vào file ts. Chúng ta sẽ tạo ra một interface mới, một lớp để quản lý task, lưu các thuộc tính về tab, export interface, tab và chúng ta sẽ phải để cái class này ở ngoài dấu ngoặc vì đây là một class riêng biệt. Tiếp đến thì ta sẽ khởi tạo thuộc tính ID. Kiểu dữ liệu là string, thuộc tính title, kiểu dữ liệu cũng là string luôn. Tiếp đến là thuộc tính description, mô tả cũng là string. Rồi. Tiếp đến thì ta sẽ tạo một file task mới. Ta sẽ cho file class này ra thành một file riêng cho đỡ nhầm lẫn. File task.ts của chúng ta. Một lớp, một class. Chúng ta sẽ không cần onInit. Tôi sẽ xóa đoạn này đi. Thay vào đấy thì chúng ta sẽ import một số thư viện như sau. Đây là thư viện input và thư viện output. Cuối cùng cũng không kém phần quan trọng, đó là thư viện event emitter. Tác dụng của chúng là gì thì chúng ta sẽ được biết ngay sau đây. Tiếp đến thì ta sẽ import lớp interface chúng ta vừa tạo với cấu trúc tab import hoặc nhọn tab from, và chúng ta sẽ trỏ đường dẫn đến interface tab vừa tạo. Như vậy là đã import thành công. Tiếp đến thì ta sẽ sử dụng giúp a còng input để sử dụng input thư viện input chúng ta vừa mới khai báo, và chúng ta sẽ để input làm kiểu của tab. Chúng ta sẽ khai báo một tab với kiểu là input. Ta thiếu dấu ngoặc tròn, tôi sẽ thêm vào luôn. Tiếp đến là kiểu output, biến edit của chúng ta sẽ là new event emitter, dùng để cho đầu ra, dùng để xuất dữ liệu đầu ra. Ok, tiếp đến thì ta sẽ chỉnh sửa một chút ở file giao diện HTML.
task.component.html. Chúng ta sẽ dùng cấu trúc gọi biến quen thuộc của Angular để gọi ra thuộc tính của đối tượng task. Đây là hai dấu ngoặc nhọn task chấm thuộc tính description. Ta làm tương tự với các thuộc tính khác. Sẽ copy đoạn này lên và ta sẽ thay thuộc tính thôi. Tôi sẽ thay thuộc tính description bằng title và tôi sẽ để trong thẻ H1 để làm nổi bật lên. Tiếp đến ta sẽ dùng Angular Material qua thẻ mát khạc class bằng item. Thẻ mát khạc này do chúng ta chưa khai báo thư viện nên các bạn có thể thấy ở trình duyệt của chúng ta đang fail to comply, biên dịch bị lỗi. Ngay sau khi khai báo xong phần HTML này thì chúng ta sẽ quay về để khai báo các thư viện để dùng thẻ mát khạc này. Và ta sẽ dùng thuộc tính sao nlib bằng tab, tức là nếu có tab thì mới hiển thị phần bên trong. Và chúng ta sẽ thêm một sự kiện double click. Double click thì sẽ cho edit tab. Đang còn ba bị lỗi. Đấy, nó báo lỗi là không hiểu thẻ mát cạc của chúng ta là gì. Chúng ta sẽ vào app.module.ts để khai báo thư viện mát cạc. Import mát cạc module from Angular a còng Angular gạch chéo material gạch chéo cạc và chúng ta sẽ phải tiến hành khai báo ở dưới nữa. Như vậy là đã view thành công, không có lỗi gì nữa. Tiếp đến ở file app.component.ts chúng ta sẽ gọi component. À không. Xin lỗi các bạn. Ta sẽ tạo ra các mảng task có tên là to do. Những công việc cần làm. Những nhiệm vụ cần làm. Ta sẽ khởi tạo cứng trong code hai hoặc ba tab để hiển thị danh sách tab và ở những bài sau thì chúng ta sẽ kết nối đến cơ sở dữ liệu Firebase và lưu các tab của chúng ta xuống cơ sở dữ liệu. Còn về bài này thì chúng ta sẽ fix cứng data để test hiển thị list tab. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta có tiêu đề là buy milk, đi mua sữa. Và chúng ta sẽ có description, đấy là đi đến cửa hàng để mua sữa. Đang có lỗi đây, có vẻ như là title của chúng ta trùng với biến title ở trên nên nó báo thôi, không sao cả. À không, cũng là trùng tên nhưng mà chúng ta cần phải khai báo class task của chúng ta. Như vậy thì
sẽ không bị nhầm lẫn nữa và chương trình sẽ không báo lỗi nữa. Import tab từ file class tab của chúng ta. Vậy là sẽ không có vấn đề gì nữa. Tiếp đến thì chúng ta sẽ gọi component qua thẻ app và tên cây ngang tên component. Chúng ta sẽ dùng thuộc tính sao ng4 để chạy vòng lặp và hiển thị ra tất cả các tab thuộc mảng to do của chúng ta. Tab of to do. Tab bằng tab. Ok. Chúng ta sẽ cho cái này vào trong app .html một lần. Ta sẽ gọi ở đây. Đấy, đã view xong, đã hiển thị xong. Như vậy là đã thành công rồi. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.